Thưa quý vị, ở đâu dân khó, ở đó có bộ đội. Với phương châm này, ngay trong lúc này thì khi cơn lũ trên sông Cầu dâng cao, có nguy cơ tràn vào phía bên trong đê hữu trên địa bàn huyện Sóc Sơn, ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của hàng trăm hộ dân, các cán bộ chiến sĩ đã có mặt kịp thời để hỗ trợ người dân ứng phó với các diễn biến phức tạp của cơn lũ. Ghi nhận của phóng viên truyền hình Quốc hội. Nước sông Cầu cao, nhiều con đường, ngõ xóm xã Tân Hưng bị ngập sâu trong nước. Các hộ dân phải gồng mình với cơn lũ. Ngay trong ngày, hàng trăm cán bộ chiến sĩ bộ đội của trung đoàn 141 đã có mặt để giúp người dân sơ tán. Khi mà được sự điều động của chỉ huy cấp trên ấy, thì bọn em là chuẩn bị sẵn sàng con người, vật chất và các cái vật tư như là phao bơi rồi thì các thứ để sẵn sàng bao tải, để sẵn sàng đi đắp đê cho bà con. Đấy, và sẵn sàng di chuyển những cái nơi mà ngập úng ấy, những cái đồ đạc của bà con đi các cái vị trí an toàn hơn. Em thấy là em giúp được phần nào cho người dân thì nó cũng là trách nhiệm của em là vì nhân dân quên mình. Các chú đến đây rất đang giúp, đang ấy nóng lạnh cho nhà cô đây. Các chú đến đây là được dân được nhờ được bé nhiêu chứ không chết dở ấy thật đấy. Bây giờ là đây là các cô thở không được về chuyển xuất từ hôm qua đến giờ, đến hôm nay là các chú đến đây này là các cô rất là mừng và phấn khởi này. Nếu như không có sự giúp đỡ của lực lượng bộ đội, chắc chắn người dân ở trong vùng tâm lũ sẽ gặp vô vàn khó khăn. Bằng những hành động và tình cảm của người bộ đội dành cho người dân ở trong vùng tâm lũ, chắc chắn những thiệt hại về tài sản cũng như con người ở vùng lũ sẽ giảm. Không chỉ các chiến sĩ, lực lượng thanh niên tình nguyện xung kích mà hàng trăm người dân cũng đã không quản ngại khó khăn để chung tay ứng phó với lũ. Chợ thế nên nhanh thế này bao giờ? Bà thấy là chợ lắm. Chợ dân làng nhau hết rồi, trong xóm kia là đi đi ngoài hết rồi. Tin nữa các bà già trẻ em đi hết rồi. Thì có còn người khỏe ở nhà coi nhà là thôi. Theo dự báo, lũ trên sông Cầu còn diễn biến phức tạp. Do vậy, các cán bộ chiến sĩ sẽ sát cánh cùng nhân dân, sẵn sàng các phương án để xử lý tình huống khẩn cấp. Thưa quý vị, theo Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, do ảnh hưởng của bão số 3 và mưa lũ sau bão, các địa phương đã thống kê thiệt hại tính đến 22 giờ ngày hôm qua, ngày 11 tháng 9, có tất cả là 326 người chết mất tích, cụ thể trong đó có 181 người chết, 145 người mất tích và tình trạng lũ trên các sông và sạt lở đất đang diễn ra phức tạp tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm cứu nạn và cứu hộ. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lũ và lũ quét, sạt lở đất đá tại 16 địa phương. Các địa phương cũng cần phải cảnh giác cao độ, chủ động phương án ứng phó và tiếp tục nỗ lực cứu trợ, cứu người dân bị tị nạn. Thưa quý vị, trước những mất mát quá lớn về người và tài sản do trận sạt lở đất xảy ra vào sáng ngày 10 tháng 9 tại thôn Nũ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã thành lập sở chỉ huy tiền phương ngay tại thôn Nũ để có thể là chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn. Và tính đến cuối ngày hôm qua, ngày 11 tháng 9, bão số 3 ảnh hưởng đến Lào Cai đã làm cho 72 người chết, bị thương 70 người và mất tích 111 người. Quân khu 2 cũng đã điều động 300 chiến sĩ vào hiện trường, trong đó có 100 chiến sĩ tìm kiếm dọc suối Nũ từ sông chảy vào, 200 chiến sĩ sẽ tìm kiếm trực tiếp tại khu vực sạt lở. Tỉnh Lào Cai huy động 300 người, bao gồm công an, quân đội, dân quân tham gia tìm kiếm và dẫn đường cũng như cung cấp thông tin tìm kiếm. Trước những mất mát tang thương của người dân thôn Đủ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh huyện Bảo Yên cũng đã phát lời kêu gọi các tổ chức và cá nhân chung tay ủng hộ về tinh thần và vật chất giúp người dân thôn Đủ ổn định cuộc sống. Tại các khu vực chịu ảnh hưởng từ nước lũ dâng cao và nhiều tuyến đường bị sạt lở chia cắt khiến cho nhiều nơi bị cô lập. Do vậy, việc tiếp tế đường không là một trong những phương án tối ưu. Và đầu giờ chiều ngày hôm qua, tỉnh Cao Bằng cũng đã nhận được hàng cứu trợ từ lực lượng phòng không không quân. Được lệnh của Bộ Quốc phòng lúc 13 giờ 04 phút chiều ngày 11 tháng 9, một máy bay cất cánh từ sân bay Gia Lâm vận chuyển hàng hóa, cứu trợ nước uống, lương khô, sữa, mì tôm đã hạ cánh xuống huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng lúc 14 giờ 08 phút cùng ngày. Ngay sau khi cứu trợ thì máy bay đã cất cánh tại sân vận động huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng về sân bay Gia Lâm an toàn. Dự kiến khi thời tiết cho phép, máy bay sẽ tiếp tục vận chuyển đồ cứu trợ tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ quét như là Yên Bái. Trước đó thì lực lượng phòng không không quân cũng đã lên phương án sẵn sàng bay tìm kiếm cứu hộ cứu nạn và hỗ trợ nhân dân vùng lũ với 2 máy bay trực thăng chờ lệnh tại sân bay Gia Lâm. Ngoài ra, còn có 2 máy bay tại Đà Nẵng cũng chờ lệnh, sẵn sàng bay ra khu vực bão lũ khi cần thiết. Thưa quý vị, khi người dân miền Trung chúng tôi gặp thiên tai, thì bà con miền Bắc luôn sẻ chia bằng tất cả tình người. Giờ bà con miền Bắc gặp hòa thiên tai, chúng tôi không thể đứng nhìn.
Đây là chia sẻ của người dân Quảng Ngãi. Và ngoài chuyện tỉnh Quảng Ngãi trích ngân sách 10 tỷ đồng hỗ trợ và viết thư kêu gọi các cá nhân, tổ chức trong tỉnh ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc, thì nhiều người dân cũng có những cách chia sẻ đầy lòng nhân ái. Trong đó có cả những nồi bánh tét đang nấu vội để mang yêu thương đến với vùng thiên tai miền Bắc. Gác lại mọi công việc gia đình để lo gói bánh tét, những người phụ nữ này chỉ mong có thể gói thật nhanh số bánh tét này để chuyển ra cho bà con vùng bão lũ đang trong cảnh khốn khó trước họa thiên tai. Buồn, thương xót là tâm trạng chung của mọi người trước những mất mát mà đồng bào mình ở vùng bão lũ miền Bắc đang phải hứng chịu. Mình thấy bà con ngoài bác nói chung là nó quá thê thảm. Thì với cái nghĩa cử là tương trợ lẫn nhau thì cũng chung tay góp một phần công sức để gói bánh tét với là gỡ ra gọi là chút tấm lòng cho bà con đồng bào miền Bắc chia sẻ bớt cái hoạn nạn. Nồi bánh tét nghĩa tình được đoàn viên thanh niên và bà con nhân dân ở huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi nấu vội để kịp chuyến xe ra vùng thiên tai miền Bắc trong ngày mai. Dù cuộc sống khó khăn, nhưng mỗi người đều tự nguyện góp một ít của, một ít công để có những nồi bánh tét nghĩa tình hỗ trợ đồng bào. Tiếc quá, sốc quá sốt cho họ. Bây giờ mình cũng về, mình cũng kiểu như là tận dụng chị em bà con để là vui ít lần. Chị em nó không có nhận phụ trợ của ngoài Bắc thì thấy tin như là bà con ở ngoài kia cũng đang là rất khẩn cấp. Thì ngày hôm qua là em với mọi người là cùng có hoạt động và cũng được rất là vui là bà con của Trà Bồng mình rất là nhiệt tình, họ hưởng ứng rất là mạnh mẽ. Sau những nồi bánh tét này, người dân Quảng Ngãi sẽ có thêm những hành động nhân ái, có thêm những chuyến xe cứu trợ từ Quảng Ngãi hướng ra miền Bắc để sẻ chia trước những mất mát, đau thương mà đồng bào ruột thịt miền Bắc đang đối mặt. Nghĩa đồng bào trong họa thiên tai luôn ấm áp trước sự chia sẻ ở khắp ba miền. Và thưa quý vị, một thông tin tiếp theo chúng tôi gửi đến quý vị. Sau những thiệt hại nặng nề do bão số 3 gây ra, mới đây lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã đi kiểm tra tình hình thiệt hại, thăm hỏi động viên người dân và các doanh nghiệp, các hộ nuôi trồng thủy sản và chỉ đạo khắc phục hậu quả sau bão. Để chỉ đạo động viên các đơn vị tập trung khắc phục sau bão, ông Cao Tường Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã kiểm tra công tác xử lý điện, mạng viễn thông và hệ thống bơm thoát nước tại địa bàn thành phố Hạ Long và thành phố Cẩm Phả. Theo đại diện Điện lực Quảng Ninh, bão số 3 đã gây thiệt hại nặng nề đối với hạ tầng ngành điện. Trên địa bàn tỉnh có tổng số 9 cột 110 kV thì có đến 4 cột đổ, 5 cột bị nghiêng, 13 trạm biến áp hư hỏng, hơn 300 cột trung áp bị gãy và nghiêng. Hiện Điện lực Quảng Ninh đã huy động cán bộ, công nhân viên điện lực tại nhiều tỉnh thành khác về Quảng Ninh để tăng cường, hỗ trợ, tập trung ưu tiên cấp điện cho các khu vực trọng điểm, các khu công nghiệp, đơn vị ngành than và các khu đô thị. Còn tại thành phố Cẩm Phả, siêu bão Yagi đã gây thiệt hại nặng nề cho các hộ dân nuôi trồng thủy sản. Các lồng bè nuôi trồng thủy sản của người dân bị hư hỏng nặng, đánh trôi, hai tàu xuồng bị chìm. Sau khi trực tiếp nắm bắt tình hình thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra, đoàn lãnh đạo địa phương đã thăm hỏi, động viên các hộ nuôi thủy sản sớm ổn định đời sống với tinh thần con người còn của. Đoàn công tác cũng đề nghị các hộ và các địa phương triển khai các biện pháp chủ động ứng phó với mưa lớn sau bão, đồng thời dọn dẹp, xử lý môi trường, đảm bảo ngăn chặn không để phát sinh dịch bệnh sau bão. Với truyền thống tình dân tộc, nghĩa đồng bào và tinh thần thành phố Hồ Chí Minh cùng cả nước vì cả nước, ngày 11 tháng 9, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 gây ra. Với tinh thần cùng cả nước vì cả nước và hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các cấp, các ngành giúp đỡ các tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả lũ lụt. Nhiều tấm lòng, nghĩa cử cao đẹp từ lãnh đạo đến cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hướng đến đồng bào các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do bão số 3 Yagi. Tại buổi phát động, các đại biểu đã quyên góp tại chỗ và quyên góp một ngày lương. Cùng ngày, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tại hội nghị khảo sát lấy ý kiến về các đề án của Trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh do Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao chủ trì, các đại biểu đã tham gia quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do thiên tai. Tại đây, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên và Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ông Nguyễn Huy Tiến cùng các đại biểu dự cuộc họp đã cùng tham gia ủng hộ